tồn tại trong nước và hạnh phúc tồn tại trong sự cân bằng. Time to Detox, một khóa học đặc biệt thiết kế dành cho tất cả mọi người. Hơi thở, âm thanh, sự sảng khoái, tác động lên não trước và phổi, làm sạch và thông mũi, làm sạch mắt, miệng, tai, khởi động toàn bộ hệ tiêu hóa. Phương pháp Hatha Yoga Cleansing được tạo ra bởi các chuyên gia yoga cổ với mục đích thanh lọc cơ thể và tâm trí, hay còn gọi là Yoga Sahana. Các bài tập Kriya gồm hai cấp độ, cơ bản và nâng cao, giúp loại bỏ độc tố, gia tăng tuổi thọ của các tế bào và các bộ phận trong cơ thể. Green Wellness quy tụ đội ngũ chuyên gia nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm và có chứng nhận quốc tế, lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội. Chúng tôi với sứ mệnh mang lại giá trị trọn vẹn bằng phương pháp rèn luyện toàn diện giữa cơ thể và tâm hồn qua yoga. Với chế độ chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt từ thực đơn hàng ngày và các thực phẩm bổ sung đem lại chất lượng sống hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, tại Green Wellness, với hệ thống chăm sóc toàn diện bao gồm yoga, tư vấn dinh dưỡng, nhà hàng, phòng trà, salon, bể bơi, sẽ đem tới cho bạn những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời nhất. Hãy bắt đầu bằng khóa học 14 ngày Time to Detox, thanh lọc cơ thể, mở khóa tâm hồn. Green Wellness, Detox, Therapy, Nutrition, Mindfulness, tầng 31, 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0975 516 829.